Nó bảo thế thì làm sao được. Nó bảo bố thích bố đi mà nấy. Chuyện bây giờ chán lắm. Em chỉ mong là chúng nó nổ phát súng theo kiểu bắn AK là bằng 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 này em nhất trí luôn. Kể cả hai thằng cưới một năm được. Để em còn giải tán cái đống nợ ấy đi anh ạ.